Thầy, xin kính chào quý vị. Giờ là giờ ăn sáng ở trong khách sạn. Ở đây người ta có trực tiếp đá banh nè. Và ăn sáng ở đây rất là nhiều món quý vị. Có bún cá, có cơm chiên. Đây, bún chả cá nè. Có cơm chiên, có súp bắp. Ngon lắm quý vị. Có củ cải ăn với là cháo trắng, hột vịt muối đó. Mà Phú Quốc thì người ta làm cá trích kho khô gì, thơm lắm. Xong rồi ăn mì xào với chả cá chiên nè. Wow, và cái món Việt Nam không thể thiếu được, mấy cô rất thích là bánh ướt ăn với chả rau sống nè. Rồi, vì thế đây có bánh tét. Nhìn này là nhớ Tết đi. Có cà chua, xà lách trộn á. Còn món Tây thì có bánh mì, bơ, mứt. Và trái cây có khóm, có dưa hấu và có nhãn. Đó, buổi sáng rất là đầy đủ năng lượng. Rồi, mời quý vị ra đây xem. Vừa ăn sáng vừa ngắm biển Phú Quốc nè chị. Nay là sáng ngày 10 Tây tháng 12 2017. Và từ đây có thể nhìn xuống thấy toàn cảnh trung tâm Dương Đông. Thấy gió mát lồng lộng luôn nè. Wow, đó, từ trên khách sạn nhìn xuống này vậy, quá tuyệt vời không? Wow, gió nhẹ hiu hiu vậy. Vì thấy đung đưa hàng dừa đó. Và phía trước đây là cái âu thuyền cửa biển Dương Đông, nơi mà tàu đánh cá đi ra biển hoặc là đi đánh cá về qua cái âu thuyền này nãy gì. Bây giờ đang xây làm cái bờ kè, cái cầu dẫn ra đó. Và nơi đây có cái di tích Dinh Cậu nè. Là ngày xưa đó quý vị, đi biển đó, có người chẳng may bị tai nạn đó, rồi hiển linh. Và sau này bà con tôn thờ, và trước khi đi ra biển người ta khấn để cho mưa thuận gió hòa, tai qua nạn khỏi đó. Và khi đánh cá về thì người ta cũng qua cái eo cửa này nè, người ta tạ lễ, người ta khấn đền ơn. Giống như cậu luôn luôn nhòm trông giữ, phù hộ cho những người ngư dân đi đánh bắt ngoài biển khơi đó. Vì ngày xưa không có điều kiện bộ đàm hay cứu hộ quý vị, tất cả đều tin vào trời đất, cậu phù hộ đó. Nên Dinh Cậu tọa lạc ngay cái âu thuyền, ngay cửa biển á, để giúp cho bà con ngư dân đi ra hoặc là đi vào á, cảm thấy có cậu luôn luôn phù hộ, rất là yên tâm. Đó là tín ngưỡng của bà con ngư dân miền biển. Và ngày nay nó trở thành điểm di tích tham quan nổi tiếng ở Phú Quốc khi đến du lịch. Và đặc biệt bà con đi làm ăn xa hoặc là sang định cư ở nước ngoài, quê Phú Quốc, người ta tin cậu lắm, người ta đến người ta cúng đáp lễ quý vị. Và bên phải đây là cái khách sạn Seashells đang giai đoạn hoàn thiện nè. Vì thấy ở trên đỉnh nó có cái chữ nè. Seashell. Và nhìn qua đây là toàn cảnh của thị trấn Phú Quốc. Có tên là Dương Đông á vậy. Vì thấy Phú Quốc ngày mới. Hôm nay là chủ nhật. Nên là yên bình ha. Nhìn xuống thấy toàn cảnh nè.
Ở dưới đây là có cái xe tour lại đón đoàn đi tham quan này, khách du lịch đó, xe sẽ đưa đi tham quan vòng vòng quanh đảo đó. À, và đây là cái view tốt nhất, cái vị trí đắc địa, có thể đi chợ đêm, có thể là đi tắm biển, rồi đi dạo dọc theo phố, rồi ra trung tâm thị trấn là gần nhất nè. Đó, lâu lắm rồi mới có dịp trở lại Phú Quốc cái gì. Và có chương trình đi câu cá ở bên ngoài khơi nữa nè. Nếu quý vị nào yêu cầu đó thì liên hệ, người ta sẽ chở mình đi. Và ra ngoài đây cá nhiều lắm quý vị. Rồi có đầu bếp, có chảo dầu luôn. Mình câu được con nào mình chiên giòn. Rồi có một hai chai bia đó. Giữa biển trời mênh mông, con cá mình câu bắt được á, enjoy quý vị, rất tuyệt vời. Hải Cao Minh đang có mặt ở Phú Quốc, một hòn đảo ngọc nổi tiếng của du lịch Việt Nam. Trong một cái ngày thời tiết rất là đẹp, gió nhẹ, nắng vừa, và nhiệt độ bây giờ khoảng 27 độ C. Rất là phù hợp cho việc tắm biển quý vị. Đi tắm biển nắng ăn vài bữa không sao, về là nó sẽ nhả thôi. Bởi vì thấy cái đây cái thuyền bà con bắt đầu ra biển đi đánh cá nè. Thấy không cảnh rất là yên bình. Và những hòn đá bên đây nó sụp đổ qua hàng ngàn năm á, nó tạo thành những cái hình thù. Và chiều thanh niên nam thanh nữ tú ra đây ngắm biển rồi chơi đùa chụp hình đó vậy. Rất là sum tụ, dọc theo đó là sẽ bán rất nhiều hàng rong á, đồ ăn vặt đó. Mới mấy bữa trước còn ở Đà Lạt, rồi về Sài Gòn một hai ngày, rồi lại hồi hôm lại bay ra Phú Quốc. Để thấy là Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc rất là gần gũi vì ha, qua những cái clip đó. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ Hải Cao Minh. Và nhân dịp mùa Giáng sinh sắp đến, chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành. Merry Christmas and Happy New Year. Ok, hẹn gặp lại quý vị những clip tiếp theo về du lịch Phú Quốc nha. Thank you. See you quý vị clip tiếp theo. Goodbye.